Thưa quý vị, mùa đông vùng cao lạnh giá khiến người lớn chúng ta không khỏi ái ngại. Vậy mà có không ít trẻ em chân không có giày, áo không đủ ấm để tới trường. Mang áo ấm tới trẻ em vùng cao đang trở thành một phong trào được rất nhiều cá nhân và tổ chức hưởng ứng. Hôm nay, em Thảo Mai Hương ở bản Nậm Dắt, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, Sơn La háo hức cùng cha tới trường. Bởi em và các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của trường tiểu học Bình Thuận và trường tiểu học Triềng Pha sẽ được nhận những món quà từ quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp. Nhận được áo ấm và những món quà này, bố con tôi rất xúc động. Cảm ơn các nhà tài trợ vì mùa đông này, cháu có thêm áo ấm để mặc, đi học không sợ bị lạnh nữa. Chương trình tặng áo ấm và cặp sách cho học sinh nghèo vùng cao là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình Vì Cuộc Sống Cộng Đồng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam. Những chiếc áo ấm sẽ giúp các em học sinh chống lại cái lạnh giá mùa đông để tới trường. Con rất vui khi mùa đông này đã có áo ấm để mặc. Con xin hứa sẽ học thật tốt để các cô các bác vui. Thế được cái tình cảm của Daiichi Life Việt Nam cũng như là Bưu điện tỉnh Sơn La nên trao quà là một cái tình cảm rất là nồng hậu. Chia sẻ cái nỗi vất vả của học sinh trong nhà trường. Đây là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai đơn vị nhà trường. Mùa đông vùng cao tuy lạnh giá nhưng với các em học sinh nghèo huyện Thuận Châu, Sơn La, mùa đông năm nay lại thật ấm áp bởi các em được đón nhận những tình cảm nồng ấm từ những tấm lòng phương xa. Những tấm áo ấm sẽ là động lực để các em học tập, phấn đấu vươn lên, đưa quê hương vùng cao vượt qua gian khó. Vâng, hy vọng rằng phong trào mang áo ấm tới trẻ em vùng cao sẽ có thêm thật nhiều người hưởng ứng trong mùa đông này để chúng ta có thêm thật nhiều tấm áo mang hơi ấm tới trẻ em vùng cao, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thông qua địa chỉ fanpage Truyền hình Vì Trẻ Em VTV1. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong khung giờ này thứ năm tuần sau.